Xin mời các bạn xem set chung kết nha các bạn, set chung kết nha. Đại Lâm lấy lại không kìa? Ok man. Set 1 là Đại Lâm live trực tiếp cho các bạn xem 14 điều bên Bình Minh thắng nha các bạn. Còn set 2 bên Tú MC thắng lại 15-14 các bạn. Quá kịch tính không bạn. Còn set này là set thứ 3 chung kết nha các bạn. Set chung kết thứ 3 luôn nha các bạn. Set này giao lưu mỗi set 10 cây giao lưu nha các bạn. Hàng 6 ngoài chưa kể nha các bạn. Đây là khởi điểm, khởi động cho trận chiến ngày mai 10 tây tháng 5. 4-4 tự do nha các bạn. Giữa team Tú MC Chiến Mexico sẽ đối đầu với team Sang Miệt Thứ và hợp tác nha các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ đăng ký kênh Đại Lâm, like và share nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Ghế ăn ngon mà. Mày đừng thấy con nghe, để con phụ sư phụ. Đây năm gói sắp đi chơi à. Khương sao bố mới được hỏi Khương gì mấy nữa không, để lấy đồ cho để cho hai. Bên này đúng không? Mình kia bố mà hai thằng à. Thôi vậy vui được rồi. Nhà này hên xui. Không. Set này là set chung kết nha các bạn. Chưa bắt được. Đang 26 đang lô bu nha các bạn, đang lô bu nha. Không. Huy vừa chụp một quả bóng không ở lại nha các bạn, sọc bị vô rọ các bạn. 1-0. Để làm giới thiệu các bạn là lại nha, set này set chung kết nha. Set thứ nhất Bình Minh sọc và Khánh Mớm ăn 15-14. Và set 2 Tú MC Huy và Nghi Libero MC thắng lại 15-14 lại các bạn. Còn set này là set chung kết nha. 1-0. Đứng trước màn hình Đại Lâm là Tú MC Huy Quân Đồng 4 và Nghi Libero các bạn. Chuyện Libero của MC luôn. Hai một. Hai quả liên tiếp Tú MC phát hỏng hai quả liên tiếp các bạn. Hai đều. Trời ơi, nó đưa ngay cái điện thoại ghê gớm quá các bạn ơi. Nhờ có thằng cháu kế bên nó đỡ cho em thôi, văng cái điện thoại nữa đi. 3-2. Ba quả liên tiếp. Tú MC phát bóng hỏng nha các bạn. 3 quả liên tiếp nha. 3-0. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Trời ơi.
Tú MC bóng không qua lưới các bạn. Tú MC tự sát 3 quả phát bóng liên tiếp và một quả bỏ bóng không qua lưới các bạn. Sọc trắng khó chịu ghê, sọc cao bật cao ghê. Banh nào mà hơi ấy ấy chút là đủ chập hết. 4-3. Quá quy lực cho Tú MC các bạn ơi. Thật sự một trắng chắc khó rờ Tú MC lắm các bạn à. Bố đeo. Sọc đáp lại một quả quất rất quy lực các bạn. Sọc tuy không cao các bạn, 74, 75 vậy các bạn, nhưng mà sọc rất bật rất cao các bạn à. Năm bốn. Bình minh phát bóng hạ úng các bạn. Năm đều. Năm đều. Thật sự quá ấn tượng, quá ghê gớm cho sọc. Sọc giống như người chim ngày xưa. Các bạn thấy sọc không? Bật quá ghê gớm các bạn ơi. 6-5. Lụm tay. Quá ghê gớm cho Tú, quá ghê gớm. Tú vừa dội bơm các bạn ơi. 6-0. Những trận banh như thế này xem rất sướng à các bạn ơi. Bình minh mang tên em. Bình minh đang bị quy quân đồng bốn chụp lại của bọn anh hết đi các bạn. Khánh mớm truyền xấu một quả đây các bạn à. Cho nên hết đường đi các bạn ơi. Bảy sao. Tú MC lại tự sát tại bãi cát một quả nữa các bạn. 7-0. Nước anh Sang ơi. Nước tôi là sẵn đạm. Nước ở tàu này kêu nước quá trời mà không ai đem ra nè. Bảy đứa. Bảy đứa nước hả? Tú MC đánh qua bóng dằn lưới ra bay ra ngoài các bạn. Đổi sân. 8-7 nghiêng về cho Bình Minh mang tên em và sọc Khánh Trọi. Hiện tại bây giờ là 18 giờ giờ địa phương ấp 1 xã Phước Bình các bạn. Để làm nhắc lại cho các bạn nghe, cái này là kèo khởi động 10 cây giao lưu mỗi set nha các bạn. Cho ngày mai 10 tháng 5, kèo hẹn tự do 44 các bạn. Giữa tem Tú MC Chí Mexico sẽ gặp cao thủ trẻ đang lên Sang Mỹ Thứ, Xẻo Rô Tắc Cậu Kiên Giang. Còn tôi là Bình Lương Viên Đại Lâm Ba Lô Tali. Cái đầu bự.
canh chụp rồi. Làm cái câu vô hàng là nhớ miết câu đó nha. Câu đó là câu slogan đó là ok luôn đó nha. Câu ấy đi chân nào cũng nghe đó. 87 Bình Minh vừa phát một bóng quá quy luật, libero nghi bắt hỏng các bạn à. Khang tiến hết rồi các bạn ơi. Bọn mình ơi. Thấy lên chứ mày đưa tao thấy cũng như không à. Thôi ngày mai cũng chào mẹ. Bắn đi bọn ơi. 97 Để nè. Chọc đứng im, chọc đứng im. 97 nghe dài cho Bình Minh. Sọc làm gì đây? Tú MC vừa chơm một quả bóng không qua lưới các bạn à. 17 Thì đứng trước màn hình ống kính của Đại Lâm là Khánh Mớm, còn gọi là Khánh Chọi của Đồng Nai, Long Thành và Bình Minh mang tên em. Còn áo đỏ quần đen là Sọc của Đồng Nai. Mười bảy. Bình Minh phát ba quả bóng liên tiếp quá quy luật các bạn ơi, quá quy luật. Quá quy luật các bạn à. 11-7 Hai quả liên tiếp giống nhau, libero nghi của MC Park gãy bóng các bạn à. Bắt một gãy các bạn à. 12-7 Bình Minh mang tên em sẽ đưa đồng đội vào bờ an toàn. 12-7 Đây là bộ ba hợp tác Bình Minh, Sọc và Khánh Mớm các bạn. Đấy còn trong xanh xanh này là ông Vũ. Ông Vũ nhỏ, Vũ nhỏ đối đầu với ông Phước nhỏ. Vũ nhỏ đó đội Phước nhỏ kỳ các bạn. 27 hả? 12-7 Vũ có cái hàng nữa không? Có anh. Khánh. Quá thông minh cho libero nghi. Quả bóng quá thông minh. Đơn giản và quá gọn. 82 Tú MC không còn gì để cứu chữa đồng đội được nữa rồi các bạn ơi. 13-8 8 quá xíu, quá trái chứ sọc. Ok, rồi. Mất cho Bành Duy Tú. Mất Bành với Bình Minh. Bình Minh chớp cho bóng ở trên quá lẹ quá đẹp các bạn à. 14-8 Nếu có gì thay đổi thì Bình Minh sẽ đưa các anh em vào bờ an toàn. 48 Kết thúc chương trình đại tuyển hình đến đây là hết. Bình Minh thắng 15-8 xe chung kết các bạn. Quất liệt. Các bạn nhìn kỹ hiện tại bây giờ là chỉ có khởi động cho ngày mai thôi mà khán giả đông cỡ này các bạn ơi.
Đây là ông Vũ Trên Anh cùng ông Vua Thạch Đen Hội Làng. Đây, các bạn nhìn đi, khán giả khủng khiếp không? Cái này chỉ có khởi động cho ngày mai 10 tháng 5 nha các bạn. Mà khán giả đây về các bạn à, ngày mai ước lượng tính phận 46.000 khán giả này các bạn. Đây, các bạn thấy không, bữa nay chỉ là kèo khởi động thôi, nhưng mà đông như thế này các bạn à. Rồi, chúc các bạn xem bóng vui khỏe nha. Hẹn các bạn những kèo tiếp theo sẽ rất hấp dẫn và Đại Lâm sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Thank you các bạn rất nhiều nha. Hãy nhớ đăng ký ủng hộ và share giùm cho Đại Lâm nha. Ok man, vô hàng.